vâng chào tất cả các bạn hôm nay tối thứ ba và như đúng lịch hẹn thì cứ tối thứ hai và tối thứ ba thì mình live stream đến các bạn một buổi tối thì một chủ đề và tối hôm nay mình chia sẻ với bạn cái chủ đề nó liên quan đến cái phần bữa hôm trước mà nói là mình nói là cái bản kế hoạch để chúng ta trở thành chủ doanh nghiệp thì vừa rồi là mình đã nói đến cái phần một là mã là phần gì ạ à? là chúng ta thiết kế cái vận mệnh để chúng ta trở thành chủ doanh nghiệp bạn nào mà chưa xem này thì hãy lướt xuống cái facebook của mình để xem hoặc là qua bên youtube để các bạn xem và hôm nay là cái phần hai la mã mà nói là lý do để chúng ta trở thành giới kinh doanh trở thành chủ doanh nghiệp à, và livestream mới vừa bắt đầu thôi nên bây giờ chúng ta làm quen với nhau các bạn kết nối giới thiệu làm quen với tất cả những người bạn chụp anh của chúng ta ai vào thì chúng ta giới thiệu à, bạn Bá sơn nói mình đẹp trai ok mình lúc nào cũng vậy thôi à, đẹp trai hay xấu trai thì nó cũng vẫn vẫn là vậy thôi nó là chúng ta cùng châu chào nhau vâng chào bạn ngân nguyễn vâng chúng ta cùng nhau chào nhau kết nối với nhau làm quen với nhau à, và hôm nay là mình chia sẻ cái phần hai la mã cái bữa vừa rồi là mình chia sẻ cái phần một la mã à, khá là dài đúng không à, hôm nay mình nói tới cái phần hai la mã À, bạn Nguyễn Hoàng Trương phong độ. Vâng, lúc nào cũng phong độ em ơi. Bạn Nguyễn Minh Nhật, vâng, chào em. Vâng và tất cả các bạn cùng nhau xem cái livestream này à, các bạn kết nối nhớ bấm vào cái nút theo dõi nha các bạn. Nhớ bấm bấm vào cái nút theo dõi để mỗi khi mà mình có cái chương trình livestream á thì nó sẽ thông báo đến cho các bạn. Nó là ở live livestream bây giờ nó có bật cái nút cái 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 nút bật cái nút theo dõi á là các bạn bấm vào À, để à, người ta kết nối à, không gặp thầy là năng lượng tục năng lượng liền Ok bạn Nguyễn ơi bạn Trần Minh Thông à, bạn nào mà lần đầu tiên biết mình nha là các bạn cứ kết nối làm quen với mình sau cái buổi này thì mình sẽ comment mình kết nối với các bạn và để cái livestream này à, được tốt hơn thì các bạn chia sẻ cái livestream này đến nhà của các bạn để cho được nhiều người vừa biết thầy vừa lên là nó báo em liền vâng tại vì em em bật em bật cái chức năng đó bạn trương bật cái chức năng năng đó tối nào cũng có canh thầy duy livestream vâng bạn vinh cảm ơn bạn ở phan thiết ở phan rí mà bạn rất là năng nổ bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn hãy comment bạn cường phạm ok xin chào vâng là thì các bạn comment xuống mà nó là lần đầu tiên biết mình để sau cái livestream này mình làm quen với các bạn à, bạn nào chưa chia sẻ thì tranh thủ chia sẻ đi để chúng ta nó càng đông lên đông thì chúng ta càng vui và bạn nào ở khu vực nào thì các bạn cũng comment xuống à, chào bạn nghiệp bạn ở bình dương thì bạn nói bạn ở bình dương ở phan rí thì nói ở phan rí bạn ở hà nội thì nói ở hà nội bạn ở tây ninh thì nói tây ninh comment vô để cho nó vui à ok và bây giờ chúng ta đi vào cái chương trình chính nha đi vào cái chương trình chính lý do vừa rồi là mà nói cái phần 1 à, phần 1 mà nói rất là nhanh rồi lần đầu tiên comment được không thầy ok cảm ơn rất là tuyệt vời bạn thông ơi cái câu hỏi của bạn rất là hay mạng lãng quá thầy lãng là do chắc là mạng bên em á mạng bên em nó yếu mạng bên mình mạnh các bạn có thấy là mạng mạnh không ạ à? hai thầy bật xem trước để thấy livestream mỗi ngày đúng rồi chính xác đó à thì vừa rồi mình nói cái kế hoạch để chúng ta trở thành chủ doanh nghiệp thì trong đó có cái phần 1 là mã đúng không? À, mình review nhanh thôi, tại hôm nay là chúng ta nói về phần 2 la mã Bạn nào muốn xem kỹ cái phần 1 la mã thì các bạn đi vào Youtube, à, các bạn search b để các bạn xem Hoặc là các bạn đi xuống cái phần à, Facebook của mình, trên trang cá nhân của mình, các bạn tìm cái đoạn live stream cũ của hôm trước để các bạn xem phần 1 la mã thì cái phần một là mã mà nói gì à? à? chúng ta phải thiết kế cái vận mệnh của 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 mình chúng ta đừng có để chúng ta đừng bao giờ để mà cái cuộc đời của mình nó trôi nổi theo dòng đời nó giống như là chúng ta sinh ra trên đời này chúng ta có một cái chiếc thuyền rồi và chúng ta nằm trên đại dương á mà chúng ta không không lái nó đi theo cái hướng chúng ta muốn mà chúng ta cứ để con nước dòng đời nó trôi đi đâu là trôi À, thì những cái người đó là họ không có thiết kế cái vận mệnh của mình à. chào bạn cậu Lê OK chào bạn Phúc Nguyên à. nó là là hãy thiết kế thiết kế cái vận mệnh mình thiết kế như thế nào thì mình đã cũng đã nói, nói rồi rồi chúng ta phải xác định được cái mục tiêu tài chính rất là rõ ràng cụ thể chúng ta phải đo lường được OK chúng ta phải chấp nhận những thử thách chính của chúng ta và chúng ta phải thúc đẩy của chúng ta đi về phía trước và chúng ta tìm những cái giá trị sống của chúng ta và chúng ta lên cho mình một cái bản kế hoạch rất là chi tiết để chúng ta thực hiện cái điều đó đó là vừa rồi mình đang nói với các bạn những cái điều mà chúng ta thiết kế cái vận mệnh của mình à, bây giờ mình nói cái phần chính của buổi tối nay là lý do cái phần hai la mã là chúng ta phải nói ra được cái lý do lý do để chúng ta trở thành một người chủ doanh nghiệp thành công lý do để chúng ta trở thành một người chủ doanh nghiệp giàu có à chào bạn nguyễn vũ OK, chào bà, cho bạn Ngô Phi Anh Vũ lâu quá chưa gặp em, chào bạn Luyện OK, à, rất là tuyệt vời. Các bạn uh, Tranh Thủ chia sẻ livestream này về à, nhà các bạn và mời và mời mời những người vào xem để cho càng ngày nó càng đông lên các bạn. À, đông lên thì tự nhiên nó vui ra, à, xem nó vui, nó ý nghĩa hơn. À, mời nhiều người vào xem, vui nó ý nghĩa hơn. Hồi nãy giờ nó cứ 50 người lên 100 người thì tuyệt vời hơn nữa vậy thì cái lý do lý do thứ nhất đó là lý do chào bạn hà việt chào anh di và các bạn tối nay rất là tuyệt vời bạn hà việt à chào bạn lưu Thường, hương thầy rất là năng lượng vâng bạn hương bạn lưu Thường hương là một cái chuyên gia một nhà huấn luyện chuyên về đào tạo bố mẹ để cái cách dạy con bạn ở ngoài hà nội bạn nào ở ngoài hà nội mà muốn bạn có cái chương trình đào tạo về cha mẹ à, là cái cách làm cha mẹ như thế nào làm cha mẹ tuyệt vời như thế nào làm sao để cho con chúng ta nó thông minh thì các bạn liên hệ với bạn lưu thị hường à, bạn ở ngoài hà nội các bạn thấy có nick của bạn lưu thị hường á à, các bạn nhớ liên hệ các bạn ở hà nội các bạn ở hà nội và các tỉnh phía bắc các bạn nhớ liên hệ bạn lưu thị hường nha cái chương trình của bạn vô cùng có giá trị à, bạn cũng thường xuyên live stream vâng bạn tiến nguyễn bạn ngô thu thủy rất là tuyệt vời bạn từ hữu cường bạn Hưởng Lê rất là tuyệt vời và bây giờ mình đi vào cái chương trình của mình lên 66 bạn rồi các bạn rất là tuyệt vời đó là công đóng góp của rất là nhiều người livestream của ta giờ mới lên 60 khoảng hơn 60 người bây giờ các bạn mời nữa đi mời nữa đi thì nó sẽ tăng lên và lý do thứ nhất đó là lý do cá nhân của chúng ta và phong cách sống gây về cá nhân của chúng ta và phong cách sống có những người vì cái lý do cá nhân họ rất là khát khao họ rất là khát khao thành công À, họ rất là khát khao khẳng định mình à, họ khát khao cái điều đó nó rất là mạnh liệt và chính cái sự khát khao đó à, nó giúp cho họ họ muốn khẳng định cái cá nhân đó và nó giúp cho họ à, phải gì ạ à? phải trở thành chủ doanh nghiệp và phải cho em thành công à, mỗi người có một lý do nhưng mà chúng ta tập hợp chúng ta có khoảng năm sáu cái lý do thôi và các bạn nào xem chương trình này thì mình sẽ nói chính xác nằm sau cái lý do đó thực sự là nó không nhiều lắm à. chúng ta phải tìm cho chúng ta một cái lý do đủ lớn một cái câu hỏi why đủ lớn tại sao chúng ta phải trở thành chủ doanh nghiệp thành công à. và bạn nào mà có cái câu hỏi why đủ lớn thì các bạn sẽ 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 gì à? à các bạn trả lời được cái câu hỏi why rất là lớn tại sao tại sao thì các bạn sẽ gì các bạn sẽ bám vào đó và các bạn sẽ đi đi rất là mạnh liệt À, bây giờ livestream chúng ta đã lên hơn 70 người rồi à, Rất là tuyệt vời Đó là cái sự công đóng góp của rất là nhiều người ở đây Vì các bạn vừa share Các bạn vừa chia sẻ Các bạn mời bạn bè của mình Cảm ơn các bạn rất là nhiều Các bạn rất, rất là tuyệt vời à. Và à, Chúng ta phải trả lời rất là rõ ràng Cái lý do tại sao chúng ta phải Chứ không phải là là chúng ta thấy mọi người ra đi kinh doanh rồi chúng ta cũng bước bất trước chúng ta ra là, ra kinh doanh nghĩa là kinh doanh theo cái kiểu bất trước hoặc là kinh doanh vì à, vì như thế nào à, vì tiền những người mà họ kinh doanh vì tiền á nên là những ngày đầu ra khởi khởi nghiệp đó, nó đâu có tiền những cái đầu ra khởi nghiệp nó khó khăn lắm không có tiền à thế là họ nghe ai nói lúc này hết cà lâm rồi hạ thầy ok bạn trịnh quang trung vẫn cứ cà lâm nhưng mà càng nói nhiều thì mình kiểm soát được nó tốt hơn à, kiểm soát nó tốt hơn thôi à, còn lúc xưa cà lông kinh khủng nữa à, ok vâng và và nó như thế nào và chung chúng ta nếu mà có những người họ ra họ kinh doanh vì tiền tức là họ ra kinh doanh bởi vì họ không có tiền họ đang thiếu tiền nên họ nghĩ rằng cái việc kinh doanh nó sẽ giúp cho họ có rất là nhiều tiền nhưng mà các bạn nên nhớ là những cái ngày đầu mới ra khởi nghiệp á các bạn nên nhớ một câu nè những ngày đầu mới ra khởi nghiệp á thì nó làm gì có tiền à, thậm chí là không có tiền nó nó cực khổ có lúc à và thế là à, đang cái giai đoạn mà chúng ta hoàn thiện những cái năng cơ bản của mình trong những đầu khởi nghiệp á và họ thấy khổ quá họ chịu không có nổi họ nghe ai đó nói đi qua làm tiền ảo gì đó có tiền nhanh hơn à đi làm cái khu cái khu vực gì đó có tiền nhanh hơn là họ bỏ đi thực sự là những cái con người đó họ không có đam mê kinh doanh họ mê tiền mê tiền thì cũng đúng mê mê tiền là một trong những cái cách rất là tuyệt vời tuy nhiên à chúng ta phải đam mê kinh doanh thật sự chúng ta phải xây dựng cho chúng ta những nền tảng thật sự thì tiền nó mới về à, tuy nhiên à, những cái người đó họ mê tiền họ nghe đa cấp hay họ nghe ai nói làm cái việc kia đơn giản dễ kiếm tiền họ là tức là họ bỏ đi liền. họ bỏ liền liền à. rồi họ nói là kinh doanh cực khổ lắm thực sự những người đó thì họ không có đam mê kinh doanh mà họ mê tiền à, và thế là những người đó họ hay bị dẫn dòng lắm à, họ họ ra họ làm họ cứ ngó nghi ngó ngửa họ tìm cái gì đó dễ hơn để làm thực sự là nó đâu có cái dễ hơn đâu chúng ta làm đến cùng một vấn đề thì chúng ta vẫn cứ thành công và giàu có được à, à, mình kể các bạn nghe cái câu chuyện nó như như vậy này nên là các bạn phải tìm cái câu lý do nó đủ đủ lớn các bạn có sẵn sàng để nghe mình kể chuyện chưa à mình thấy các bạn không 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 xem không comment nhỉ à, và bây giờ các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về đi à mình kể bạn nghe cái câu chuyện này à, các bạn có sẵn sàng để nghe mình kể chuyện chưa sao không thấy các bạn comment nhỉ à ok có một bạn à có một bạn các bạn biết không bạn ra bằng kinh doanh sôi chiên thôi Lê Thành Tùng, à chào bạn Lê Thành Tùng, chào bạn Quỳnh Nguyễn, chào bạn Hồng Tuấn, chào bạn Nguyễn Anh, có một bạn, bạn kinh doanh xôi chiên thôi, bạn làm xôi chiên thôi, lúc xưa là bạn bán xôi chiên, à lúc xưa là bạn bán xôi chiên ở trên đường Nguyễn Oanh đó, các bạn biết cái xe có nồi xôi chiên đó, à, bạn bán, bạn bán như thế nào à, bạn bán 3 ngàn một miếng xôi chiên như vậy nè. À, và bạn bán như thế nào à, bạn bán túc tắc túc tắc một ngày khoảng được hai ba trăm miếng bạn kiếm được vài trăm ngàn hai ba trăm ngàn tại một miếng lại được một ngàn à, và bạn cứ ngoan ngoãn bạn làm nó như vậy à, và bạn cũng không có biết cách phát triển cho tới một ngày có một bạn ghé vào cái chỗ cửa hàng của bạn á chào bạn nguyễn xuân khâm vâng chào bạn quang nguyễn ghé vào cái chỗ của bạn á và mua xôi của bạn và trao cho bạn một cái phong bì cái khóa học của mình à, và bạn đến bạn học và sau khi bạn học xong cái khóa học bạn đã biết cách kinh doanh và bạn xây dựng cả một cái chuỗi kinh doanh sôi chiên các cái xe bán ngoài đường thôi à, cho bây giờ cho tới bây giờ thấp thoát được 4 năm rồi à, và từ một người bán sôi chiên ở ngoài đường bây giờ bạn mua được cái nhà ở trên gò vấp mấy năm vừa rồi bạn mua được cái nhà ở trên gò vấp 4 tỷ mấy bạn mua hai cái xưởng làm xôi luôn cái cái cái, cái xưởng mà nó làm ra cái 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 bánh xôi bạn kinh doanh quyết liệt nên như vậy các bạn thấy rồi một người kinh doanh xôi chiên mà vẫn mở ra được cả trăm xe xôi chiên đi bỏ mối xôi chiên và mua được cái nhà ở Sài Gòn 4 tỷ mấy mới vừa năm vừa rồi Mới năm 2017 7 đây Tuy nhiên ở đó một cái bạn khác Một cái bạn khác Cùng học cùng thời với bạn luôn cùng vào Ninh cùng thời với bạn cái cách đây bốn năm luôn là bạn đó đã kinh doanh bánh mì rồi làm bánh mì và được một cái cửa hàng bánh mì gọi là bánh mì ke bắp ạ làm một cửa hàng bánh mì à, được vài nhân viên bán rồi à và như thế nào ạ à? và và sau khi học áp dụng xong à và bản nhân đã được à cửa hàng bánh mì thứ hai cửa hàng bánh mì thứ ba và bạn nhượng quyền được một vài cái cửa hàng bánh mì luôn à các bạn hình chưa chưa tuy nhiên bạn bạn nôn nóng bạn nhìn bạn thấy có các bạn là làm bên mỹ phẩm các bạn làm bên thuốc rồi gì đó họ làm họ phát triển nhanh hơn à, cái thế là bạn phân tâm bạn bán toàn bộ cái hệ thống chuỗi bánh mì của bạn bạn bán toàn bộ cái hệ thống tức là hai bạn đã học cùng thời hết nha học cùng thời và hai bạn đó mình chứng kiến bán toan bị cái hệ thống mì của bạn bạn lấy một khoản tiền à, và bạn ra bạn mở bạn kinh doanh thuốc thuốc đầu mì và bạn kinh doanh không được à, khoảng 6 tháng sau là bạn hết sạch cái khoản tiền bạn bán được đó và bạn đi xin đi làm công lại và cho tới giờ cho tới giờ công bằng mà nói cho 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 tới giờ bạn như thế nào bây giờ bạn đang đi chạy xe ráp chạy ráp chạy xe ôm ráp các bạn thấy sự sự khác biệt và cái đó là một một cặp câu chuyện của rất nhiều câu chuyện mà chính mình chứng kiến à, các, các, các bạn như chơi chứng minh chứng kiến điều đó có nghĩa là gì ạ à? chúng ta đam mê chúng ta làm cái gì cho tới cùng thì chúng ta cũng thành công hết à, có một bạn khác cũng cùng thời với các bạn đó luôn à cùng thời bạn đó luôn kinh doanh kinh doanh cái gì ạ à? kinh doanh cái bánh cuốn tay sơn thôi cái bánh cuốn á, cái cái bánh cuốn và bây giờ bạn 4 năm rồi bạn vẫn cứ kinh doanh đúng cái bánh cuốn đó thôi đúng cái bánh cuốn đó thôi à tuy nhiên bây giờ thì bạn bạn bạn, bạn biết các kinh doanh mà học hành đàng hoàng mà nên bạn biết cách kinh doanh à, bạn phân phối rất là lớn à, cái lượng phân phối bạn một ngày à, riêng cái hội trợ không á, là một tuần là bạn tham gia ít nhất là bốn cái hội trợ hội trợ nào ở sài gòn này bạn biết đó bạn có cái đội ngũ mấy chục nhân viên đi chuyên đi đánh các hội trợ đó à rồi tập trung vào các cái nhà hàng bạn 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 làm rất rất là lớn kinh doanh đúng cái bánh cuốn thôi mà năm vừa rồi cũng mua nhà ở trên gò vấp luôn chơi một những cái bạn này là chơi nhau họ biết với nhau tại họ học cùng luật với nhau à, bạn mua được cái nhà 5 tỷ mấy các bạn thấy tuyệt vời chưa à, và năm nay là cái năm bạn ra một cái hệ thống nhượng quyền và chút xíu nữa thôi xong cái livestream này mình sẽ chia sẻ cho các bạn à mình các bạn lên facebook của mình là một bạn gọi là vinh à, và bạn này sở hữu cái hệ thống gạo vinh hiển gạo vinh hiển à, khi đi cách đây 4 năm trước à, là bạn tốt nghiệp à, vừa tốt nghiệp đại học mới vừa ra đi làm và có cái hạch là đi du học à bạn hiển và bạn mỹ thuận hai bạn là quen nhau và hai bạn đều có cái hoạch đi du học nhưng mà khi mà tới cái tham gia chương trình và bạn mới phát hiện ra à hóa ra mình đi du học về thì mình vẫn có cái nghề gì đó và mình đi mình vẫn cứ mình đi học về mình vẫn cứ đi xin việc nhưng mà cái khát khao của mình là muốn làm chủ doanh nghiệp mà nên là hai bạn quyết định là dừng cái kế hoạch đi du học lại và như thế nào à và ở lại xây dựng cái doanh nghiệp gạo gạo Vinh Hiển các bạn lên Google các bạn search gạo Vinh Hiển à và bây giờ cái công ty gạo của mỹ của bạn nó rất là phát triển, bạn phân phối rộng khắp rồi và bây giờ bạn tiếp tục đi à, tiếp tục đi cái hệ thống nhượng quyền về gạo à, và chút xíu nữa thôi sau khi cái livestream này lên thì các bạn lên cái facebook cá nhân của mình các bạn sẽ thấy mình sẽ viết một cái bài mình sẽ tích lên cái demo tại vì mình mới trao đổi với bạn hồ chiều mình mới trao đổi với hai vợ chồng bạn hồ chiều mình thiết kế ra cái mô hình những quyền gạo vinh hiển rất là tuyệt vời mà chút xíu các bạn thấy cái mô hình đó sau cái live này mình sẽ chia sẻ lên facebook lên à, và mình chứng kiến có rất là đầy những cái con người hoặc là có một bạn khác là bạn gọi là tên là bạn châu tự trọng à, bạn kinh doanh gì bạn kinh doanh à, à, bên à, trầm hương à, và bạn cũng cùng thời những cái bạn mình vừa kể luôn cùng thời hết À, bạn đi học có chương trình của mình và bạn mất hết hai năm bạn không biết có đi ăn cái gì nhưng mà bạn vẫn đeo đuổi các chương trình học của mình bạn cái lớp nào học đi rồi bạn ngồi tới bạn học lại bạn ngồi bạn học lại bạn đeo đuổi hai năm rồi bạn đi tìm kiếm một cái sản phẩm như đó cái mà bạn tìm qua bạn tìm không ra nhưng mà bạn vẫn cứ đeo đuổi bạn cứ từ từ đeo đeo đuổi và trong hai năm thôi bạn chọn được đúng cái sản phẩm và bạn kinh doanh à, và à, nào, vừa rồi nè vừa rồi bạn tới bạn học cái lớp link gọi là link system nghĩa là cái quy trình xây dựng hệ thống quy trình doanh 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 nghiệp ok chưa à bạn à, và bạn đã chia sẻ bạn khoe với mình là bạn mua được ba cái căn nhà rồi à, và cửa hàng thì bạn lên được mười mấy cái cửa hàng rồi các bạn thấy tuyệt vời chưa vô cùng tuyệt vời những con người đó là họ đam mê kinh doanh và họ đi kinh doanh tới cùng nhưng mà những cái con người khác thì ngược lại à, họ ra họ chọn sản phẩm của họ họ cũng không có cam kết À, họ tin to tin tới tin lui họ tìm cái sản phẩm nào đó ngon hơn à, những người mà hay hỏi mình những cái câu hỏi là mà có những bạn lên xem ở trên thậm chỉ có hỏi mình à, à anh ơi có cái gì bán ngon ngon không hay hay không à kiếm tiền dễ không những cái câu hỏi đó là những câu hỏi chuẩn bị mất tiền á vì sao mất tiền các bạn biết không à vì sao mất tiền các bạn biết không những cái người nào mà họ nghe họ nghe bạn hỏi cái câu đó và hỏi họ hỏi bạn có tiền hay không và, và họ biết bạn có tiền rồi họ nói ok tới đây nè tao chỉ cái này nè cái này làm dễ lắm nè à, và họ chỉ xong cái họ nói bỏ tiền vào đó là từ đó cái thế là thế là như thế nào à thế là như thế nào các bạn ơi thế là mất tiền thôi hết tiền thôi à họ lấy hết tiền thôi họ dù họ lấy hết tiền thôi các bạn mà nói cái câu đó mà gặp mấy người mà họ làm bên Đa cấp á, đa cấp thì nó có hai dạng là một dạng là làm đa cấp chân chính, thì cái đó mình không có nói, mấy người, mấy người mà Các bạn mà làm đa cấp chân chính thì mình không có nói nha à, Không có nói đến các bạn, những người mà họ làm đa cấp mà gọi là cái đa cấp không chân chính á Họ sẽ như thế nào à, à Họ sẽ, ồ cái đây là cơ hội ngàn vàng rồi, gặp đúng cái thằng rồi, cơ hội ngàn vàng rồi à, Và gặp những người mà họ đang cái phong trào tiền ảo nè những phong trào tiền ảo mà tiền ảo mà mà không chính quy á à, là họ nói ồ đây là đúng rồi gặp trúng rồi gặp trúng mối rồi họ cứ đầu tư vào đó và sẽ mất hết tiền à, chào bạn lý cá trừ lý cá trừ là <laughs> cái tên của bạn hay quá à. ok chưa à, vâng và cảm ơn các bạn rất nhiều hồi nãy giờ mình chia sẻ các bạn học được cái học gì không ạ hồi nãy sao sao mình không thấy các bạn comment nhất và các bạn hãy chia sẻ cái livestream về nha các bạn à, và các bạn hãy comment của mình để mình thấy à, mình thấy các bạn comment mình thấy cái bài học của bạn mình mình năng lượng hơn ok chưa và các bạn mời bạn bè mình vào xem livestream này à và mình dừng lại ít phút để mình giới thiệu sơ về mình bạn nào quen biết mình rồi các bạn lạ các bạn mới các bạn chưa biết mình mình tên là nguyễn thái duy năm nay mình 42 tuổi mình là người sở hữu vườn ươm doanh nhân bitrining mình thành lập nó năm hai nghìn chín đây cái chuẩn bi training đây vườn ươm doanh nhân training à cái đây là cái khoa học nổi tiếng của mình từ năm 2009 nghìn tới giờ giúp cho bạn xây dựng và làm chủ doanh nghiệp và cái đây là địa chỉ của bi training địa chỉ và số điện thoại của bi training ok mà mình là tác giả của hai của ba cái quyển sách này một là vượt biển lớn cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu cái quyển thứ hai làm mỗi ngày một chút thôi và cái quyển thứ ba là bị dân đầu quay cái quyển bi dân đầu quay là quyển tiếng Anh đang bán trên Amazon và bạn nào ở Việt Nam muốn mua thì vẫn được. Riêng hai cái quyển sách của mình là 100% nói về kinh doanh, mình không nói về lĩnh vực khác. Bạn nào muốn làm kinh doanh thì đọc cái sách của mình. Và bạn nào mà mua hiện tại mình có một cái offer cho các bạn, bạn nào hai cái quyển sách của mình cái quyển vượt biển lớn là và cái quyển mỗi ngày một chút thôi hai cái quyển này là giá bì hết nha tổng hợp hai quyển lại là 210 ngàn à, 210 ngàn giao đến nhà bạn trên khắp mọi miền đất nước free ship luôn free ship lúc này mình free ship sau này mình không free ship nữa à, free ship à, khoảng cái tiền ship nó khoảng 30 40 ngàn gì đó nhưng mà thôi các bạn mua hai cuốn thì mình free cho các bạn luôn à, và như thế nào à? một các bạn mình các bạn nào có hai cuốn sách rồi thì mình ép các bạn vào một cái group riêng cái group đó chỉ những người sở hữu hai quyển sách này mới được vào trong cái group đó và trong cái group đó mình chia sẻ các bạn sâu hơn về kinh doanh và các bạn sẽ làm quen với các bạn khắp mọi miền đất nước toàn là những người làm kinh doanh đó là những con người rất là tuyệt vời chào bạn Trần Thị Hồng Phương chào bạn Giác Nguyễn OK chưa đó là những con người rất là tuyệt vời là từ đó chúng ta có những cái mối quan hệ à, à tuyệt vời à, toàn là những người làm kinh doanh những mối quan hệ rất là chất lượng OK cái đó là cái điều mà các bạn cần phải gì à? à? đó là những cái ưu tiên mà khi các bạn sở hữu hai cái quyển sách của mình. ngoài các bạn có kiến thức về danh bạn nào đã đọc hai quyển sách của mình rồi thì các bạn comment xuống. à hãy comment xuống. À, mình chia sẻ các bạn rất là nhiều. mới nhận được sách hôm nay cảm ơn thầy rất là nhiều vâng và bạn nào mà có hai quyển sách rồi mà chưa vào group thì các bạn comment xuống để mình ép các bạn vào group. ok chưa? các bạn phải trả lời. Ba câu hỏi đúng thì các bạn sẽ được vào group. Ok chưa? Lớp một ba mình là Tuấn bán phân bò. Ok, chào bạn Quân Dương. Ok, tuyệt vời. Cảm ơn bạn Liên Nguyễn. À, em comment nói là sách rất là hay, rất là tuyệt vời. Cảm ơn em rất là nhiều. À. Bây giờ mình quay lại cái chủ đề tiếp. Em đang đọc đây thầy ạ. À. Rất là tuyệt vời, bạn à, Thúy Lâm ơi. Vậy thì chúng ta để Cái lý do để trở thành chuyên nghiệp thứ nhất là lý do cá nhân. À. Có những người, cái cá nhân của họ, họ bắt buộc họ phải thành công mới được à, Ví dụ như à, à, Trong à, những cái bạn mà tham gia chương trình của mình Thì có một bạn tên là bạn à, Huỳnh Văn Ninh à, Ok, các bạn lên Google, các bạn sợ Huỳnh Văn Ninh à, Năm nay bạn mới có 23, 24 tuổi thôi Bạn vào B-training lúc à, 19 tuổi à, Và mình nói là Bạn Ninh là một trong những cái gương về gì ạ à? về cái 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 cá nhân cái cá cá nhân tức là bạn khao khát thành công mãnh liệt bạn khao khát thành công mãnh liệt hai quyển sách của thầy rất là tuyệt vời cho dân kinh doanh cảm ơn bạn giác nguyễn nhiều à, thanh trần em đang đọc hai quyển sách của thầy rất là hay thầy ơi cảm ơn bạn thanh trần nhiều à, mình rất là vui à, và cái đây là cái động lực để mình ra cái quyển sách thứ ba à, đó là lý do mà cái quyển sách thứ ba mình đang biên tập rất là kỹ à, và quyển sách thứ tư của mình sau khi ra quyển sách thứ ba là cũng ra quyển sách thứ thứ tư à, bởi vì mình đang biên tập phần kia thì mình gần như cũng đã xong rồi à, chào bạn Long Hội Thuận Nguyễn hai quyển sách của thầy rất hay thầy ép em vào với thầy ơi rất là tuyệt vời bạn Thuận em phải trả lời được ba câu hỏi thì em sẽ vào liền ok bạn Thuận ơi nó là bạn nào mà chưa có sách của mình thì đây là cái cơ hội để bạn sở hữu hai quyển sách nó rất rất là tuyệt vời về kinh doanh và các bạn được ép vào vào rất bạn nào muốn sở hữu hai quyển sách này thì các bạn cứ comment xuống à, à, comment xuống và cho số điện thoại của mình thì sách sẽ thông qua bưu điện gửi đến nhà bạn khắp mọi miền đất nước và các bạn cũng không cần phải gửi tiền trước bưu điện nó tới nó nó như giao sách cho bạn bạn thấy sách rồi bạn mới gửi tiền cho họ có 210 trăm rất là tuyệt vời ok chào bạn long hội nhiều à, rất là tuyệt vời hoặc là cái lối sống hồi nãy mình quay lại bạn cái câu chuyện của bạn huỳnh Vân linh đúng không à, và cho tới bây giờ à, các bạn nào mà bạn lớn tuổi rồi mà bạn chưa thành công thì bạn nghe cái câu chuyện hình hướng nên bạn phải hổ thẹn bạn phải hổ thẹn à, vì sao bạn hổ thẹn bởi vì sao ạ à? năm nay bạn mới hai ba hai bốn tuổi mà bạn đã có được nhà cửa bạn đã có được xe con ok bạn có cái công ty với danh số vài tỷ một tháng tuyệt vời à, rất là tuyệt vời đó là những cái tấm gương cho những người mà chưa thành công phải học cho em hai cuốn nhé anh ok cảm ơn bạn gà con tuyệt vời lắm bạn gà con ơi. em đã mua hai cuốn thầy cho em vào rất ok tuyệt vời sau khi học xong sách viện lớn làm thay đổi tư duy của em rất là nhiều ok chào bạn nguyễn kiên giang tỷ tiền tỷ em vừa mua rồi thầy ơi tuyệt vời bạn tỷ tiền tỷ ơi tuyệt vời à, các bạn ơi dùng chưa à, và cái chương trình của chúng ta nó kéo dài tới 11 một giờ lận nên là các bạn hãy xem cho kỹ Và hãy chia sẻ về nhà mình để các bạn xem à, các, bạn, các bạn thấy chưa Bạn nên bà con rất là trẻ Năm nay bạn mới 23, 24 tuổi à Mà sở hữu công ty Doanh số vài triệu một Vài tỷ một tháng à, Nhân viên đó Mấy hai mươi người rồi Tuyệt vời Đó là những người rất là tuyệt vời Đó là những cái tấm gương rất là tuyệt vời Mà chúng ta cần phải noi theo Chúng ta cần phải học à, Em đã đọc cuốn sách của thầy Em muốn tham muốn mua thêm mỗi ngày một chút thôi Rất là tuyệt vời bạn Nguyễn Minh Đức à, bạn mua bạn tặng cho bạn bè tuyệt vời danh sách bạn bè 2.000 đến 5.000 mà không tương tác thì họ cũng chẳng thấy bài đăng của mình đâu hãy đăng ký tương tác để tăng thêm lượng khách hàng cho mình Nguyễn Thái Duy ơi ok cảm ơn bạn à, Duy Bùi ơi ok bạn uh, tính cái, cái gì bạn đang bán cái robot như vậy ok mình cảm ơn bạn mình không cần cái dịch vụ đó chào bạn minh hậu ơi à chào bạn à, tô Rí trần à bạn à, ở bên mỹ bạn nào ở tỉnh nào thì các bạn comment xuống các bạn nói là mình đang ở cái tỉnh đó à, ok rồi cái phong cách sống có những người cái lý do họ ra kinh doanh bởi vì cái phong cách sống họ muốn là họ là doanh nhân à, họ muốn họ khẳng định họ là cái giới làm chủ à, các bạn nhận ra điều này chưa tuy tại cái phong cách sống À, có những con người cái phong cách sống là họ muốn họ họ không muốn cái chức danh là trưởng phòng họ không muốn chức danh là cái giám đốc thuế họ không muốn chức danh là CEO thuế họ muốn chức danh là họ là chủ doanh nghiệp bạn hình dung chưa mỗi người họ sẽ có một cái phong cách à, bản thân mình thì từ đó tới giờ thì mình quen làm chủ doanh nghiệp mình quen rồi mình rất là quen rồi nó ăn vào trong máu của mình rồi à, cái lý do là bởi vì họ xét cái phong cách sống của họ là vậy đơn giản lên như vậy. À, bạn tỷ tiền tỷ ở taiwan có bạn trai 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 ở cũng ở taiwan đó. À, à, mình muốn là doanh nhân ok chưa à. à doanh nhân thì dễ nhưng mà làm chủ doanh nghiệp mới rất là rõ ràng. bạn nguyễn đình đức à, à miên thân em chào thầy em đến từ thành phố bắc giang thầy giảng hay quá ok à, rất là vui được gặp bạn đến từ thành phố bắc giang em ở Ninh thuận luôn, ok, bạn nguyễn vũ tuyệt vời, à, nó là tùy theo cái phong cách sống. bằng Giác nguyễn đang ở hậu giang, mọi người có một cái phong cách sống khác nhau, bình dương kết nối, ok, tuyệt vời. các bạn nào ở vùng miền nào các bạn cứ comment xuống rất rất là tuyệt vời, doanh nhân rất là đơn giản, à, ok, tuyệt vời bạn sơn thanh nguyễn ơi, à, nó là Tùy theo những người họ có cái phong cách sống của họ Cái khát khao của họ, cái đam mê của họ ừ. Có những bạn trẻ vào đây mình biết Vào trong chương trình của mình mình biết Là các bạn đã chọn cái phong cách của mình Là một phong cách doanh nhân thành công à, Họ chọn cái phong cách mình làm một người làm chủ Một người chủ doanh nghiệp thành công Nó là họ chỉ chọn cái con đường đó thôi Họ không chấp nhận cái con đường khác À các bạn nhung chưa à họ, họ họ đam mê và họ họ công hiến nó mạnh liệt à ok bạn ơi ừ. có những người họ vì gia đình à có những người lý do họ ra kinh doanh là bởi vì gia đình bởi vì gia đình khổ quá họ khát khao làm giàu thường thường mà cái thế hệ cái thế hệ mình gọi là thế hệ gen, uh, gen x á mình nói các cái loại gen sơ sơ để cho các bạn dễ hình dung cái Đã. thế hệ thế hệ gen baby 3 m là thế hệ chiến tranh vừa xong á cái thời ba mẹ của mình á tức là họ sống qua cái giai đoạn chiến tranh á thế hệ đó người ta gọi là thế hệ baby 3 m à. theo cái cách của người mỹ họ đặt á bạn quân dương ở cẩm mỹ cần thơ em đang kinh doanh nhưng em chưa có khách À, doanh thu mong thầy chỉ giúp ok bạn vào cái bạn vào cái group à, những người đã có sách sơ quyển sách rồi bạn hỏi những câu hỏi về kinh doanh ở ngoài này là mình chia sẻ về cái mặt tư duy thôi Đấy. cái câu nghe câu hỏi là bạn bị vướng bạn không hiểu gì về kinh doanh rồi kinh doanh mà không có khách nghĩa là bạn cái cái cái, cái kinh doanh cuối cùng là phải có khách hàng mà kinh doanh mà không có khách hàng là bị vướng nặng kinh doanh dài bữa cho rồi là sẽ sẽ chết 90% phần trăm những ông ra khởi nghiệp là họ bị vướng đúng cái chỗ bạn á, à, nó là những cái câu hỏi dạng này thì mình mình chia sẻ ở trong cái group đọc sách mình để gì à để cho nhiều người vào sau đọc nữa, thôi ơi cho em mua hai cuốn, ok tuyệt vời tuyệt vời ngày mai sẽ gửi cho em, à, cái 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 các bạn anh dung ra điều này chưa à, nó là cái gia đình khó khăn đó là cái động lực cái thế hệ baby ba mờ là thế hệ ba mẹ của chúng ta họ sinh ra họ ở hai thời gì hai thời của đất nước cái thời là trong chiến tranh rồi sau khi đất nước giành độc lập thì cuộc sống họ rất là khổ cực họ lao ra họ kiếm tiền họ sinh ra con cái họ để đó hồi đó mình mình biết mà à, sinh ra mình là cứu quan đó à, đi chân trần đi chân đất Lây lóc bố mẹ suốt ngày phải tàn tạo đi kiếm tiền rồi sinh ra mình là cái thế hệ gen x mình là thế hệ gen x cái thế hệ gen x nó khát khao làm giàu mãnh liệt lắm nó trả đi học có lớp làm giàu nào nó cũng biết là nó làm giàu à, chào bạn nguyễn đức đã lâu rồi để em cho em hai cuốn văn vâng, bạn nguyễn nguyễn đức đúng rồi lâu rồi lâu rồi mà em chưa mua bây giờ em mới mua ok chưa yeah. À, chào bạn uh, Hứa Gia Huy Lâu lắm rồi không có gặp em Không biết là bây giờ em đang ở Việt Nam hay là ở bên Mỹ à. okay giờ. Nó sinh ra một cái thế hệ như mình Người ta gọi là thế hệ Zenith Nhưng mà nó là sinh ra là chứng kiến bố mẹ khổ cực à. Chứng kiến gia đình chúng ta thiếu thốn Ăn không đủ ăn mà không có đủ mặt Anh em thì đông à. Em đã có ai cuốn chưa vào rút đọc hai cuốn sách quá tuyệt vời ok sau cái à, livestream này mình sẽ đưa cho bạn cái link và bạn trả lời được ba câu hỏi thì bạn sẽ vào group à. các bạn nhận ra điều này chưa và họ khát khao như thế nhưng mà họ khát khao làm giàu mạnh liên lắm họ lớn lên bởi vì họ có mục tiêu rất là rõ ràng họ có mục tiêu vô cùng rõ ràng là như thế nào ạ à? là họ mong làm ra nhiều tiền để cho xây dựng cái nhà cho bố mẹ nó cao lớn hơn họ mong làm ra nhiều tiền để họ có một cái căn nhà riêng cho chính gia đình của họ họ mong làm ra nhiều tiền để gì à để họ sở hữu được những cái phương tiện hiện đại như xe con rồi vậy họ mong làm nhiều tiền để làm gì à để làm gì à để cho con cái của họ học hành được tốt hơn à, ok bạn trung phạm à, à, bạn huyền ở vũng tàu em kinh doanh ok bạn huyền đã đã có hai cái quy sách của mình chưa à, ok chưa bạn Nguyên thấy em lên em xem hoài nhưng mà em đã mua hai quyển sách của mình chưa à, ok bạn Trung Phạm à, ngày mai các em nó sẽ giao sách cho bạn Trung Phạm hai quyển quyển, quyển sách cho em ok các bạn nhận ra điều này chưa Vâng giờ em cũng vậy thầy à chứng kiến bố mẹ vẫn còn khổ cực em đau lòng lắm đúng rồi bạn Hoa Sư Đồng em là thế hệ Gen đúng y luôn à, nó cái khát khao khát khao bạn Henry Trần rất là tuyệt vời Ok bạn Henry Trần ơi À tuyệt vời em Họ khát khao mãnh liệt Đó họ như thế nào họ, họ, họ gì họ làm dâu Em Trung Phạm ở Cô Chi thầy ơi Ở Củ Chi hả Mình hay lên Củ Chi lắm Trung Phạm ơi à, Mình lên Củ Chi vài tuần rồi mình cũng lên Củ Chi à, Họ khát khao mãnh liệt à. Ok chưa các bạn vô ra điều này cho họ khát khao mãnh liệt họ khát khao mãnh liệt họ khát khao mãnh liệt để gì à? Để thành công, và giàu có. À, và những cái thế hệ đó. các bạn biết không? Họ không học lớp làm giàu, họ cũng hiểu rằng họ phải làm giàu. À, tuy nhiên có một số người thành công bởi vì họ biết cách. Có một số người họ không thành công bởi vì họ không biết cách. Nhưng cái sự chăm chỉ và cái sự nhiệt huyết trong con người bạn luôn luôn có. Họ luôn luôn mạnh liệt. Các bạn nhớ ra điều này chưa? Đó là cái thế hệ À... Thế hệ Gen X sinh ra thế hệ Gen Y à, Thế hệ Gen, Gen, Gen nó sinh ra thế hệ Gen Y à, Thế hệ Gen Y à, là cái thế hệ trẻ bây giờ này Mấy đứa tôi tin bây giờ, phần lớn là mấy đứa tôi tin gì vậy Dạ khi nào Cụ chi thầy alo em cà phê Ok thường thường là đi cũng 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 gấp Ok rất tuyệt vời, tặng những cái gì rồi Ok chào bạn Tiến Sa Mai à, Bạn Tiến Sa Mai ở Đà Lạt à, Bạn có cái thương hiệu mỹ phẩm Trần Mao rồi đó bạn tiến sao mai là một trong những bạn ở đời, doanh nhân đà lạt rất là thành công các các bạn ơi à. và như thế nào ạ à? họ họ sinh ra cái thế hệ tiếp theo là thế hệ sẽ đi e, là những cái đứa tôi tin bây giờ à, các bạn biết nó, cái thế hệ gen gen e chứ mà ai mà họ bứt phá ngoạn một cái công việc làm giàu thành công đó, thì họ sinh ra thế hệ gen y e. thế hệ gen y e nó lớn lên trong một gia đình gì ạ nhà thì có sẵn hết rồi Thậm chí ba mẹ nó không cần những có nhà mà có tới mấy căn nhà rồi anh Nó đi học không phải như hồi xưa Cái thế là bố mẹ nó là đi bộ đến trường, đi xe đạp đến đường trường Hoặc có xe máy thì cái chiếc xe máy cà tàng à. Hồi nãy giờ mình chia sẻ với các bạn, các bạn thấy có hữu ích không Các bạn có học được bài học gì thì các bạn comment xuống các bạn nói các bạn học được bài học gì Các bạn hỏi mình có hỏi nào thì các bạn hỏi đi à, chứ các bạn không các bạn không comment thì mình thấy các bạn các bạn không truyền năng lượng cho mình ok bạn khoa phạm ơi rất tuyệt vời thôi em chào tay rất là tuyệt vời à, các, các, các bạn dùng chưa các bạn chia sẻ lên stream này để giới thiệu cho nhiều người biết à, bạn bè của bạn biết nữa những người thân yêu của bạn biết nữa à, để gì họ nghe đó họ mở ở bên mai đi họ đừng có gò bó lại em nghe một hồi không biết em xem gì luôn em là thế hệ Gen Gen Y á, Hà Tân Tùng ơi em là thuộc thế hệ Gen Y à, và như thế nào họ khá giả dạ và thế là họ đi học có ba mẹ chở đi học có xe con chở đi học và thế là họ lớn lên à, họ rất là giỏi mặt hàng hiệu họ rất là giỏi đi uống trà sữa họ rất là giỏi đi trung tâm thương mại nhưng mà cái khát khao làm giàu phần lớn là họ bị rớt bởi vì họ không biết làm giàu để làm cái gì Họ không biết nó làm chủ doanh nghiệp để làm cái gì à, Họ có đi ra cà lồng, cà vong, cà lồng, cà vong vậy đó. Một cái thế hệ nó đi mất phương hướng Rồi nó đi học lớp làm giàu mà nó cũng không biết nó sao nó làm được đó à, Nó học hết lớp làm giàu này đến lớp giàu khác Rồi nó không làm được rồi bắt đầu nó đi học lớp Tìm lại chính mình Đánh phá niềm đam mê Đánh thức rồi con người trong bạn Để gì? Để nó bung ra Vì nó lớn à, Ba mẹ nó kêu Mày phải nói cố gắng mày thành công đi chứ nó không hiểu thành công để làm cái gì Nó không hiểu thành công để làm cái quả gì Bởi vì sao nó còn nói với ba mẹ nó chứ à, Ba mẹ không thấy à Nhà mình có tới mấy cái nhà ăn không hết mà Làm giàu để làm cái gì À Ok chưa Các bạn hình dung ra điều này chưa Nó là chúng ta À Bài học Zeny của thầy em nhột quá thầy ơi Ok bạn Lê công, công quý rồi Em nhận ra em nhột là điều tuyệt vời Em nhận ra mà em nhột là điều tuyệt vời Tuy nhiên có một số các bạn nào mà các bạn nào mà Gen e Y á nha, các bạn nào Gen e Y á mà các bạn hiểu được nguyên lý thì các bạn bùng phá nhanh hơn cái Gen, X e nhiều, bởi vì các bạn không bị không bị không bị một cái quá khứ. bằng à, bạn Vũ Ngô à, à, comment một câu rất là hay là thành công để có cái đẹp rất là thú vị. Ok cho bạn Nguyễn Hường. À, bạn bạn Hương là một trong những cái bạn mà cũng là À, kinh doanh bứt phá rất là nhanh chóng trong vòng 3 đến 4 năm đổ lại đây các bạn à, à, à các, các bạn thấy chưa chúng ta chọn đúng cái con đường và chúng ta đi đúng cách là chúng ta đi rất là nhanh à, và các bạn hình dung chưa nghĩa là chúng ta có những thế hệ khác nhau và thế hệ tư tưởng nó hoàn toàn nó khác nhau à, thế hệ trước nói thế hệ này nó không có hiểu vì thế hệ này nó có những điều kiện khác cái thế hệ trước nhiều dĩ nhiên hôm cái chủ đề hôm nay không phải là thế hệ chia sẻ các thế hệ gen mình đang nói các thế hệ gen nó khác nhau và tại sao ngày nay có đầy những cái khóa học nhưng mà tuổi nó vẫn không có làm được còn thế hệ đã đi trước cái thế hệ như mình nè hồi đó có cái khóa học gì đâu có cái sách gì đâu để mà đọc có cái sách làm giàu nào mà đọc đâu à thế hệ bầu đức nè thế hệ ông vũ trung nguyên nè à, các, các bạn thấy chưa thế để đây là họ đâu có khó học làm giàu nào họ đâu có khó học làm chủ nào nhưng mà họ vẫn cứ làm được các bạn có nhận ra điều này này là chứ bởi vì nó ăn vào trong máu của bạn rồi họ không cần học họ cũng biết rằng là họ phải làm cái gì à, còn chính các bạn bây giờ học hết cái lớp này từ lớp kia đánh thức con người trong bạn tìm lại sứ mệnh cuộc đời mình Mission to Million, cái cách làm sao để cho thành phố học đầy hết Mà rốt cuộc rồi cũng cứ đi là vòng, 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 vòng Trong cái lớp vui lắm Một bạn trẻ 22, 23, 24 tuổi à, gây, Bắt nó ghi ra cái thu nhập Thì nó làm lương đâu, cứ 3, 4 triệu, 5 triệu, thậm chí cái đứa chưa có lương à, 23, 24, 25 tuổi Mà nó còn ghi cái thu nhập đó là mẹ cho, ba mẹ cho và mình mình hỏi vì mình hỏi là à, em trẻ hơn hay ba mẹ em trẻ hơn bạn nói là em trẻ hơn à, vậy em có trình độ hơn hay ba mẹ em có trình độ hơn vậy em có trình độ đại học ba mẹ em hồi kia học lớp 2 lớp 3 giờ nó nghỉ rồi mà nói là sức khỏe tốt hơn Bạn nói là sức khỏe của em tốt hơn à, em ở thành thị còn ba mẹ em ở nông thôn đúng không Đúng đúng Đúng, đúng rồi vậy vậy ai cho tiền tiền ai vậy ba mẹ em cho tiền em các bạn thấy nó mắc cười không nó có sức khỏe hơn nó có trình độ hơn à, à nó nó ở thành thị ok chưa à nó được cho nó là cái dạng có trí thức nhưng mà tiền nó thì à, cái thằng yếu hơn cho tiền thằng trẻ hơn cái thằng học ít hơn cho tiền cái thằng à, à học nhiều hơn cái các bạn thấy nó nhiều lúc nó mắc cười không thể tương tự được cái xã hội cái, 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 các bạn thấy chưa à, bạn Nguyễn Hoàng Ngôn học thì tốt nhưng học cho cố mục tiêu lương cao ý nghĩ ra thế sao giàu, ok chưa? à, các bạn có nhận ra điều điều này này chưa? tức là chúng ta phải nhận ra một cái sự rất là khác biệt, à, chúng ta cần phải có một cái lý do để chúng ta trở thành một người chủ doanh nghiệp. Lý do đó có thể là lý do gia đình. Những bạn nào mà gia đình khổ cực, đó, họ có một cái lý do cực kỳ mạnh mẽ vô cùng mạnh mẽ bản thân mình hồi kia mình cũng có lý do là gia đình lý do gia đình mình cực khổ quá nên mình có lý do vô cùng mạnh mẽ các bạn Còn bạn nào mà gia đình gần như là có tất cả rồi à thì gần như cái lý do gia đình nó không phải là lý do để bạn như 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 thế nào à à để, để 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 bạn bộc phát ví dụ của thầy rất thực tế cảm ơn bạn tori trần nhiều à chào chị Tori ok chưa các, các bạn chưa rất là tuyệt vời hồi nãy giờ các bạn chịu khó các bạn ngồi xem livestream này mình biết là các bạn là những người rất là tuyệt vời các bạn là những người ham học hỏi và điều tốt hơn nữa là là các bạn chịu khó các bạn nghe các bạn nốt lại và các bạn comment thì các bạn sẽ thay đổi sắp vào thời gian chưa chị ơi ok chưa bạn nào chưa chia sẻ livestream thì các bạn tranh thủ các bạn chia sẻ livestream về nhà các bạn đi à, chúng ta xem rồi thì chúng ta cùng nhau chia sẻ chúng ta cùng nhau ủng hộ cùng nhau giúp mỗi người một chút xíu thì xã hội này nó mới tốt lên à mỗi người chỉ cần nắm một tay nhỏ thôi mỗi người đều đóng góp một hành động nhỏ thôi à mình đóng góp là bằng cách mình chia sẻ livestream chia sẻ cho các bạn thì các bạn đóng góp bằng cách là à, hãy bấm vào cái nút chia sẻ livestream facebook đóng góp bởi vì họ họ tạo ra cái công cụ livestream này hoàn toàn miễn phí mỗi người chúng ta đóng góp một chút xíu thì xã hội chúng ta nó sẽ ý nghĩa hơn à, Và một trong những cái cách Để chúng ta thay đổi cái tư duy làm chủ Là chúng ta cũng cần phải có Một cái tư duy rất là tuyệt vời Nó như vậy Cho bạn Thảo Đoan Cho bạn Cương Thịnh à, Nếu mà chúng ta lý do vì gia đình Thì chúng ta cũng sẽ Nó giúp cho chúng ta bọc phá à, Chị đang có cái hạch học đó em Rất là tuyệt vời Bạn Tori to Trần ơi à, cái thứ ba lý do thứ ba để chúng ta trở thành người chủ doanh nghiệp của năm là là có thể không vì gia đình thì chúng ta vì cộng đồng à rất là nhiều người họ ra họ khởi nghiệp vì cộng cộng đồng bởi bởi vì họ thấy ngoài xã hội có một cái vấn đề gì đó và họ quyết tâm họ ra họ đi giải quyết vấn đề đó cho bằng được à, ví dụ à, ví dụ hồi nãy giờ các bạn thấy mình chia sẻ các bạn thấy có bài học gì thú vị không thì các bạn comment xuống với, cho mình để mình nhìn thấy mình năng lượng à các bạn xong à, xong đó thì các bạn chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn à, các bạn học được vào không gì các bạn cứ comment xuống à, cứ comment xuống à, hay quá à, thầy à, bạn nguyễn quyền ok bạn nguyễn quyền bằng kinh doanh tới 10 năm rồi mà cái số bạn nhỏ nhỏ thì tại sao bạn không làm cho nó phát triển đi bạn nguyễn quyền ơi À, tại sao chúng ta phải giữ nó vậy à, ok bạn trịnh quang trung à, cảm ơn bạn trịnh quang trung à, ok chưa ở đây là mình muốn nói với các bạn rằng là là chúng ta cần phải có lý do thì có những bạn họ 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 kinh doanh bởi vì lý do cộng đồng cho tới bây giờ này bản thân mình thì mình làm việc cũng vì lý do cộng đồng à, lý do cộng đồng mình mong muốn gì à mình mong muốn à, À, Việt Nam có rất nhiều người ra làm chủ doanh nghiệp, à, bài bản, có tư duy toàn cầu. À, vì sao ạ? À? Bởi vì mình có dịp mình đi nhiều nước. À, Các bạn mà tới Singapore, thì, cái khu Chinatown là cái khu nó như thế nào ạ? À? Cái 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 khu mà người Hoa họ kinh doanh rất là giỏi. Các bạn nào có dịp đến Malaysia thì đất nước Malaysia về chính trị thì đạo hồi nắm nhưng mà về kinh tế gần như là người hoa nắm à. các bạn tới một cái khu rất là nhỏ thành phố Malacca của ngay cái eo Malacca của Malaysia đó thì người hoa họ cũng nắm về kinh tế rất là giỏi qua bên Thái Lan các bạn thấy người hoa cũng nắm về kinh tế qua bên Campuchia cũng vậy qua bên Lào cũng vậy à mình có dịp đi nghe thì người Hoa ở nghe cũng có dân rất là giỏi. Mình có dịp đi đến London, à, ở London nó có một cái quận à, gọi là cái quận gọi là Soho, thì cái khu đó là cái khu của người Hoa, à, họ rất là thành công và họ rất là giàu có. Tóm lại, tóm lại, mình có dịp mình đi rất là nhiều nước và mình thấy người Hoa họ chọn cái con đường làm kinh doanh. Nhưng mà mình cũng gặp rất là nhiều người Việt của mình, mình gặp rất là nhiều người Việt và mới hôm qua à mới ngày qua tôi cả buổi sáng hôm qua mình uống cà phê với bạn jenny nguyễn cũng mới từ bên mỹ về mới từ hoa kỳ về à, bạn đó là trước đây là học viên của Big trenin cách đây 7 năm trước rồi à và bạn, bạn cùng gia đình mình đi qua mỹ và bạn qua bên đó bạn bạn chọn cái con đường gì à? à ok chưa bạn chọn cái con đường gì à bạn chọn cái con đường làm kinh doanh luôn à và bạn nói thực sự là người việt của mình ở bên mỹ thì chọn làm kinh doanh không không nhiều rất là ít à. rất là là ít và và bản thân cái đó là cái góc nhìn của mình và bản thân mình là cũng là một người xuất thân là một người ba mẹ đâu phải là một người làm kinh doanh đâu ba mẹ mình là mùa làm năm thôi nhưng mà vào sài gòn này và mình khá khá làm kinh doanh và thế là mình ra làm cái doanh và sau khi có dịp mình đi một dòng các nước và mình mới tự nhủ rằng mình hãy mang những cái kiến thức của mình những cái kinh nghiệm làm kinh doanh trong hai mươi mấy năm của mình mình mở ra cái chương trình học làm chủ và mình luôn chia sẻ các bạn làm chủ và mình thấy các bạn nào đến với mình mình nói hãy ra làm chủ hãy chọn con đường làm chủ người hoa làm được thì tại sao người việt chúng ta không làm được bởi vì chúng ta chưa được học thôi nếu chúng ta được học nếu các bạn làm công giỏi thì các bạn cũng sẽ làm chủ giỏi các bạn họ dung chưa bởi vì tại sao các bạn làm công giỏi bởi vì các bạn học cái kiến thức làm công các bạn chưa học cái kiến thức làm chủ bạn phải nhớ nó như vậy một người mà họ lái xe giỏi là vì lý do vì, vì, vì sao họ lái xe giỏi bởi vì họ học cái kiến thức lái xe một người họ nói ngoại ngữ giỏi vì sao họ nói ngoại ngữ giỏi bởi vì đa, họ đang học ngoại ngữ một người họ làm kế toán tại sao họ làm kế toán giỏi bởi vì họ học kế toán vậy thì một người làm kinh doanh tại sao làm kinh doanh giỏi bởi vì họ học họ có những kiến thức làm kinh doanh giỏi mà các bạn làm công giỏi bởi vì các bạn đang có kiến, kiến thức làm công thôi cái đó là cái nguyên lý rất là cơ bản à, và kể cả những cái live stream này mình cũng mong muốn các bạn hãy chọn con đường làm chủ doanh nghiệp và hãy chọn cho mình một cái lý do và những năm vừa qua thực sự cái con đường mình đi làm đó là mình chọn lý do việc cộng đồng mình viết sách à, quyển sách thứ nhất quyển sách thứ hai quyển sách thứ ba quyển sách thứ tư và mình cam kết năm tới năm 2020 mình có ra khoảng 10 cái quy quyền quy sách và toàn bộ những quy sách mình là phục vụ cho các bạn làm kinh doanh giỏi chứ không phải phục vụ cho các bạn làm công giỏi các bạn hồn chưa mình không bao giờ là mình viết những cái quyển sách làm sao phỏng vấn để làm công giỏi hơn không mình không có viết những cái quyển sách đó mình cũng không có quy sách để giúp cho các bạn làm quản lý cho mà chỉ mình chỉ viết những quy sách làm sao để cho bạn làm kinh doanh giỏi hơn à, bởi vì cái Thế giới làm kinh doanh ở Việt Nam chúng ta cho tới nay nó vẫn quá ít bởi vì sao ạ? À? Bởi vì chúng ta đã gì ạ? À? à, gần 100 triệu dân mà chúng ta chưa tới một triệu doanh nghiệp, quá ít, quá ít không thể tưởng tượng được. Và bạn nào đi cái con đường ít đó, các bạn là những người rất là tuyệt vời. À. Cái đó là cái mà mà chính các bạn cần phải đột phá và cần phải thay đổi đi. À, các bạn nào chưa chia sẻ ra stream thì các bạn chia sẻ bạn hùng tuấn bạn chia sẻ chưa bạn chưa chia sẻ lên trên mạng chia sẻ đi bạn nguyễn vũ bạn chưa chia sẻ lên trên mạng cho tôi bạn chia sẻ đi về nhà các bạn đi đó là mình nói là vì lý do cộng đồng có những người họ ra họ làm kinh doanh bởi vì họ có một cái lý do cộng đồng vô cùng lớn họ muốn đi giải quyết một cái vấn đề gì đó cho xã hội why cái lý do để bạn chọn làm chủ doanh nghiệp đó là lý do gì bạn có lý do đủ lớn thì bạn mới làm à, mình có dịp mình trao đổi cái câu chuyện với bạn ninh à, bạn ninh bạn huỳnh văn ninh đó là bạn trẻ đó bạn rất là trẻ cái câu chuyện này mình 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 kể đó. thì bạn cũng có một cái lý do về cộng đồng cực kỳ lớn lý do vô cùng lớn đó là bạn mở cái công ty dược của bạn và bạn mong muốn bạn mong muốn gì à? bạn mong muốn những cái người gì à? nào, những người bệnh bệnh tiểu đường như thế nào à? mong muốn bạn đi tìm cái phương thuốc để làm sao nó như thế nào à? để nó giảm đi nó 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 như thế nào à, để 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 giải quyết tốt cái dòng bệnh đó cái đó là cái mong muốn của bạn à bạn mạnh cương à, em cho tay vào các bạn rất ok vì bản thân muốn làm ok chưa nó là chúng ta cần phải tìm ra một cái lý do đủ lớn thì chúng ta mới chọn được cái con đường làm kinh doanh được vậy thì các bạn là lý do gì à, thật sự ở Việt Nam của chúng ta cái làm công thì nó còn lương thấp một ít người lương cao thôi là phần lớn là mọi người đổ ra làm kinh doanh là bởi vì sao ạ à? bởi vì bên kia làm không ra tiền ít tiền quá làm công bao nhiêu năm nó vẫn không khá được tuy nhiên cái bài toán nó hoàn toàn ngược lại nếu các bạn có dịp dịp đến nước Anh các bạn có dịp đến nước Mỹ à, mình có dịp mình đến nước Anh rồi à thì cái bài toán nó hoàn toàn ngược lại ở bên đó làm công sướng hơn làm kinh doanh nhiều làm công lương cao hơn nhiều làm công sướng hơn nhiều à, chào bạn huỳnh thanh tùng cảm ơn bạn thuần rất là nhiều bạn võ văn thực ok lâu quá không gặp thực bạn thực ở ngoài quy nhơn các bạn ơi à, bạn thực là một trong những doanh nhân mà rất là quyết tâm lúc xưa bạn ở sài gòn à, và sau khi bạn học xong cái cái chương trình của mình thì bạn quyết tâm trở về quê quê hương và làm về du lịch à, Và bạn thật là một người mà Rất là quý tâm cái việc đó Bạn võ văn thực á Bạn nào ở Quy Nhơn Thì hãy liên hệ với bằng thực Kết nối với bạn thật nha à, Chào bạn Huynh Anh Tùng rất là vui làm quen với bạn à, Mình nghĩ là rất nhiều bạn Cũng lần đầu tiên xem cái livestream này Nhưng mà các bạn lại không comment để cho mình biết Bạn Tùng comment nói là Lần đầu em nghe thấy Rất là hay Cảm ơn thầy Rất là tuyệt vời bạn Huynh Anh Tùng ơi cảm ơn em à, mà nếu được hơn nữa thì em hãy mua hai cái quy sách của mình để em được ép vào một cái group luôn cái group đọc sách toàn là những bạn làm kinh doanh thì tuyệt vời hơn à, các bạn nhận ra điều này chưa tức là chúng ta cần phải có một cái lý do đủ lớn để chúng ta làm cái việc này à, và một cái lý do tiếp theo nữa đó là có những người họ ra kinh doanh bởi vì một lý do về sức khỏe có thể là vì, vì lý do về sức khỏe bạn võ uh, phi tuân uh, luyện công của thầy mà ok cảm ơn bạn thật nhiều uh, thấy em năng lượng như vậy mình rất là vui thật ơi uh, có gì vào thành phố hồ chí minh thì liên hệ với mình nha alo với mình nha thật thật ơi uh, thấy cho tới bây giờ ba bốn năm rồi mà cái năng lượng em như vậy là em rất là tuyệt vời nghĩa là cái việc kinh doanh em nó phát triển rồi à, uh, có biết doanh nhân không thầy gì ơi phan thiết có biết doanh nhân nào không có chứ bây giờ tự nhiên bạn hỏi không không thì phan thiết học mình hơi bị nhiều à các bạn phân tích ông mình nhiều lắm á. Làm rất là thành công đó. À chào bạn hình chất. Cảm ơn em. À các bạn nhận ra điều này chưa? Đó là chúng ta cần phải có lý do lớn, có những người họ lý do vì cái sức khỏe, bởi vì cái bản thân của họ họ bị vướng một cái sức khỏe gì đó, họ bị bệnh gì đó và họ hết hoặc là là vì ba mẹ họ bệnh một cái gì đó hoặc là vì ba mẹ họ gặp vấn đề gì đó và họ có được cái phương cách nó hết và thế là họ ra họ làm cái lĩnh vực kinh doanh đó các bạn nhận ra ví dụ như là à, trong cuộc đồng mình có một cái bạn à, bạn đó là bạn ngân và bạn đạt à, bạn ngân và bạn đạt à, thì bạn đó kinh kinh doanh cũng vì cái lý do này này cái lý do sức khỏe này này là hồi kia là bạn bị mụn à, mặt của bạn da của bạn nó rất là dễ ứng nó dễ dễ ứng lắm à, da con gái mà nó nó dễ dễ ứng nên các bạn thấy mà con gái mà nó nó vấn mà da mà cái nỗi mụn lên là làm sao chịu chịu nổi à, và bạn đã tìm cách bạn tìm được cái cách cái cái cách để gì để giải quyết cái dưỡng đó à, và và khi bạn trị cho bạn xong rồi và hồi đó là bạn là sinh viên của đại học ngân hàng á à, nói về ngân với đạt thì cũng là một cái cặp doanh nhân trẻ vô cùng tài năng đây à, và vừa những cái ngày mà làm à, hồ sơ làm làm cái dự án làm đề án để thi tốt nghiệp á, là đạt vào cái lớp training của mình đạt học khoảng hai tháng nữa làm đề án là đạt vào đạt học mình đạt ngộ ra à vậy hóa ra mình làm kinh doanh mình phải chọn cái đường làm kinh doanh chứ không phải mình học ra để mình đi xin việc mà làm và thế là bạn đổi mọi phương án hết và bạn chọn làm bạn làm kinh doanh cho tới giờ lâu lâu thỉnh thoảng gặp lại bạn thì những người bạn của bạn đó hồi kia ra tốt nghiệp và cũng đang đi làm công hết bây giờ đang đi làm công hết sau 4 năm rồi vừa rồi có một bạn bạn học chung lớp của bạn luôn mới đi vào lớp mới mới học được một hai tháng đây thì cũng đi làm công lâu 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 nay và khi vào học là mới à, do học nó đạt đây nên nó đã ra nó làm chủ doanh nghiệp bốn năm rồi và đạt bây giờ nó đã sở hữu được ba miếng đất rồi nó có một cái thương hiệu rất là thành, thành, thành công bởi từ từ cái câu chuyện của bé ngân ngân là vợ đạt đó hai đứa nó học chú lớn nó quen nhau giờ nó đám cưới với nhau rồi 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 đó từ cái câu chuyện ngân và nó làm ra cái mỹ phẩm chuyên đi giải quyết cái vấn đề cho những người nhạy cảm với da đó Tức là có những người họ kinh doanh bởi vì một cái lý do là họ tìm ra cái phương cách đó giải quyết cho chính họ và bắt đầu họ họ dùng cái phương cách đó để họ đi giải quyết cho nhiều người. Bạn nhận ra điều điều này chưa? À, mọi người họ có một cái lý do, một lý do rất là mạnh mẽ và một lý do rất là đủ lớn để họ phát triển. À, ok chưa? Đó học phát triển. Thì cái câu hỏi ở đây lý do của bạn là gì? Bạn có một lý do đủ lớn chưa? Bởi vì bạn chọn cái con đường làm kinh doanh chưa? Nghe bạn Jenny Nguyễn bạn nói đó là ở bên Mỹ ở bên nước Anh mình thì ở nước Anh thì mình có đến đó mình chỉ kiếm ở bên đó làm công lương cao hơn nhiều nó là người ta không có chọn làm kinh doanh đâu những người làm kinh doanh bên đó là những người đam mê thật sự còn ở chúng ta đi ra làm kinh doanh bởi vì bởi vì sao đi làm kia nó khổ quá nên chọn làm kinh doanh thôi chứ họ không có đam mê bản thân mình thì cái máu trong người rồi mình mê lắm rồi mình chỉ chọn làm kinh doanh không bao giờ mình chọn làm cái con đường khác hết thì mỗi người có một cái khát khao và bạn phải trả lời được bạn là dân bạn muốn ra cái doanh bạn phải trả lời được một cái câu hỏi rất là rõ này ok chưa vậy thì hôm nay mình chia sẻ bạn được những điều rất là tuyệt vời đó tối ngày mai tối ngày mai là tối thứ tư mình có cái chương trình biz cho các bạn đi bị bán 13, 14 nên mình không thể live stream cho các bạn được. Tối thứ năm tuần này thì mình có cái lớp kinh doanh và khởi nghiệp hoàn toàn miễn phí nên các bạn học trực tiếp với mình. Ở trong cái lớp trong hội trường của mình, hội trường của mình thì chứa được 80 bạn thôi. bây giờ thì có hơn 50 bạn đăng ký rồi. Thì các bạn nào ở thành phố Hồ Chí Minh và ở các cái, tỉnh lân cận thì các bạn hãy liên hệ với trung tâm của Bit Training. À, các bạn có thể là inbox Facebook cho mình cái số điện thoại của các bạn hoặc là các bạn vào gọi vào số hotline 0937939598 để đăng ký đi học lớp. lớp miễn phí đó dẫn người thân của mình đi học luôn, miễn phí hoàn toàn, không tốt đồng nào đâu mà sợ. Không có lấy đồng nào đâu. À, cuối tuần này thì mình có một cái lớp nâng cao về DISC và Motivator là cái lớp mà giúp cho bạn xây dựng đội nhóm, à, hiểu biết về con người và cái cách làm việc với con người và chúng ta thiết kế những cái bài bán hàng những bài về xây dựng đội nhóm à, và cuối tuần sau thì mình có cái lớp làm chủ doanh nghiệp khóa 144 144 à, thì các bạn nào ở thành phố Hồ Chí Minh và ở các tỉnh lân cận sắp xếp được thì đi về Sài Gòn để tham gia trực tiếp tham gia trực tiếp để chúng ta nếp các học vừa não phải nữa còn không chúng ta nghe như vậy thì chúng ta chỉ học não trái thôi mà con người chúng ta nó phát triển không tốt khi chúng ta chỉ có mỗi cái não trái không. À và mình là tác giả của những cái quyển sách bạn nào mà lần đầu tiên biết mình thì biết là mình là tác giả của những cái quyển sách này à, vượt biển lớn mỗi ngày một chút thôi và bị dân đầu quay cái quyển đầu quay thì các bạn phải mua trên amazon bởi vì nó là tiếng anh còn cái quyển vượt biển lớn quyển mỗi ngày một chút thôi thì hiện tại mà bạn nào mà mua hai cái quyển này ở trên khắp mọi miền đất nước thì mình sẽ các bạn vào một cái group riêng à, cái group đo này chỉ những người có sách mới vào được thì trong cái group này mình sẽ trả lời những cái câu hỏi về kinh doanh cho các bạn lớp học mà đi live stream thì đâu gọi là lớp học nữa live stream đâu có tương tác được bạn vinh học là chúng ta phải học bằng não phải nữa nghĩa là chúng ta còn phải chơi game chúng ta còn phải thực tập rồi nữa chứ học mà chỉ nghe không thì em đi mua sách về em đọc đi nhưng mà cái người mua sách về đọc thì họ đâu có hiểu được nhiều là chúng ta phải đến lớp học đó là vì sao mà chúng ta cần phải đến lớp học Để còn chơi game, còn phải tương tác Chúng ta phải học bằng cái não phải nữa Còn không mua sách đọc hay là nghe livestream Chúng ta chỉ học bằng cái não trái thôi Mà những người học bằng não trái thì hiểu Họ họ hiểu Nhưng mà họ bị cái màn lọc Nó lọc, lo do cái tư duy của mình nó thấp đó, Nó lọc Còn học bằng não phải là nó cảm nhận vô luôn Hai cái đó nó khác nhau à, Thật hạnh phúc trong cho những ai gặp được tại vì Ok Cảm ơn bạn tôi nghĩ nhiều Cảm ơn bạn rất là nhiều à, Nó là cả, cả, Hai cái quyển sách là 210.000 Đăng ký như thế nào bạn chỉ cần inbox số điện thoại cho mình Thì các em đó, nó sẽ tương tác à, Bạn Lương Long Phượng ơi à, Hai quyển sách là 210.000 và sẽ gửi đến các bạn đi khắp mọi miền đất nước nó, nó là bạn Vinh Ricky em phải hiểu ra được cái phương pháp học à, đó là lý do vì sao các lớp học nó luôn luôn hiệu quả à, tại sao người ta phải bay qua Anh người ta học người ta bay qua Mỹ người ta học vừa tốn kém vừa khăn gói đủ thứ hết à, nhưng mà như vậy thì nó mới thực hành được thực thi được con còn không chúng ta chui vô chúng ta học online từ bữa đó tới đây được nhưng mà không thể đạt được học lái xe ví dụ làm sao học online được nghe cái kiến thức thì mới học online được còn chúng ta thực thi một cái dự án cụ thể là chúng ta phải học trực tiếp hãy hiểu cái nguyên lý học người nào mà mà không hiểu được cái nguyên lý học thực tế với học online thì rõ ràng các bạn không phân biệt đâu là huấn luyện và đào tạo các bạn cũng không phân biệt đâu là thể thao và đâu là thể dục các bạn cũng không phân biệt cái gì là nam cái gì là nữ nó khác nhau chứ à. Ok chưa Bạn muốn vào group Thì sẽ đưa bạn vào đường link Và bạn sẽ trả lời ba câu hỏi thì các bạn mới được vào Còn các bạn có link mà các bạn không trả lời được ba câu hỏi Thì các bạn không có được vào đâu à. Nó là các bạn phải phải phân biệt ra được Đâu là đào tạo và đâu là hôn điện Đâu là thể thao và đâu là thể dục à. Cái người lớn của chúng ta khác cái đứa nhỏ Nó là vậy, đứa nhỏ nó sẽ không phân biệt ra hai cái từ đó nhưng mà người lớn thì sẽ phân biệt ra được hai cái từ đó đâu là kiến thức và đâu là hiểu biết đâu là kiến thức và đâu là ý thức chúng ta phải phân biệt ra được những cái ngôn từ đó khác nhau thì đó nó mới là thể hiện cái, cái 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 sự gì cái sự trưởng thành của chúng ta còn nếu mà chúng ta cứ nghĩ nó là thành một thì đó là chúng ta vẫn còn chưa có hiểu sâu về vấn đề và hôm sau mình sẽ chia sẻ cho bạn tiếp cái phần ba la mã à, đó là cái kế hoạch để chúng ta vươn đến thành công nó như thế nào à, cái đó là buổi live stream hôm sau chắc có thể là buổi uh, tối thứ sáu hoặc là tối ngày mai nếu mà tối ngày mai mình về kịp tại tối mai mình có đứng lớp nhưng mà mình về kịp thì mình live stream còn không là tối thứ sáu tối thứ sáu cũng có đứng lớp luôn tối mai cũng đứng lớp tối mốt cũng đứng lớp tối thứ sáu cũng đứng lớp nhưng mà mình sẽ tranh thủ mình về sớm tranh thủ tại vì ra là 9 giờ đến 9 giờ 15 mình mới ra mình chạy về tới nhà mình thì nó mất 15 20 phút nữa chuẩn bị rồi nay có nhiều lúc nó tới 10 giờ nên là hơi bị trễ nhiều lúc mình cũng chưa kịp ăn tối luôn à và cảm ơn các bạn rất là nhiều các bạn đã nhiệt tình các bạn xem cái buổi livestream tối hôm nay bạn nào chưa chia sẻ livestream thì các bạn hãy chia sẻ livestream bạn nào chưa mua sách thì hãy mua sách để chúng ta được vào cái group riêng à, cảm ơn các bạn rất là nhiều các bạn đã dành cái buổi chia sẻ nó rất là ý nghĩa vào tối nay À các bạn chưa chia sẻ thì các bạn nhớ chia sẻ livestream về nhà mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye các bạn.